Sáng 14 tháng 3 tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức lễ báo công dâng bác đối với học viên khóa 51 và bác sĩ nội trú khóa 22. Dự buổi lễ có các đồng chí Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chặng đường học tập rèn luyện với mục tiêu trở thành người bác sĩ quân y vừa hồng vừa chuyên, các học viên khóa 51 đào tạo bác sĩ y khoa quân sự và bác sĩ nội trú khóa 22 đã không ngừng phấn đấu vươn lên, rèn luyện tích cực, miệt mài để trở thành người sĩ quan, bác sĩ quân y, đảng viên trẻ có đầy đủ phẩm chất và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị mới. Kết thúc khóa học, các đồng chí học viên khóa 51 đào tạo bác sĩ y khoa quân sự và bác sĩ nội trú khóa 22 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như tham gia các kỳ thi Olympic. Đặc biệt, học viện đã làm tốt công tác quán triệt các quy chế, quy định đào tạo bác sĩ nội trú, quản lý học viên sau đại học và chương trình kế hoạch đào tạo. Kết quả học tập của học viên hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Hôm nay rất vinh dự cho tôi được tham gia lễ báo công dâng bác tại Lăng Chủ tịch. Tôi rất tự hào và đồng thời cảm ơn các thầy cô trong hơn 6 năm qua đã dìu dắt, giúp đỡ tôi trên con đường học tập. Và sau này tôi lấy đó làm động lực để phát triển, nâng cao tay nghề và xứng đáng với người bác sĩ quân y vừa hồng vừa chuyên. Trong thời gian học tập ở Học viện Quân y thì tôi đã đạt được những thành tích, đó là đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân, được nhận bằng khen Bộ Quốc phòng, 5 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần nhận học bổng Valet và 1 lần nhận học bổng IBS. Và tôi nghĩ rằng với thành tích đó thì tôi chỉ là một bông hoa nhỏ trong vườn hoa thành tích của khóa dài hạn 51 dâng lên Đảng, Bác cũng như là chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống của Học viện Quân y. Trước anh linh của người, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, sẽ nguyện một lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đoàn đại biểu cán bộ học viên Học viện Quân y đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và xin hứa với người sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao cho, luôn xứng đáng với niềm tin tưởng của các thế hệ đi trước và mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Bác muôn vàn kính yêu, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Sau lễ báo công, đoàn đại biểu Học viện Quân y đã thành kính dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.